Hello các bạn, hôm nay Christina muốn làm một cái video để chia sẻ về cho người nào mà tính mua căn nhà mobile home mà căn nhà mobile home nó đang cũ nữa đó. Sau đây là thứ mà mình phải cần watch out và make sure mình hỏi đàng hoàng trước khi mình mua căn nhà cũ đó. Tại vì với mobile home thì nó rất là khác căn nhà single family. You know, mới căn nhà nào mà một như là nó rất là cũ, hơn 30, 40 năm cũ hay là 60 năm cũ cũng vậy. Nó rất là khác với mobile home sữa mới bây giờ. So, cái cũ đó thì có dễ bị hư hơn. So, đây là mấy thứ mà Christina recommend các bạn check trước khi mình mua căn nhà đó. So, cái thứ nhất á, thì lúc mà mình đi tới coi căn nhà và làm cái showing với cái người agent của mình á, Christina recommend đó là các bạn mở cái screen ra, right? Mở cái screen ra và thấy ở dưới căn nhà, right? So các bạn muốn check cái foundation của nó đằng sau rồi, tại vì cái mobile home foundation là rất là quan trọng, tại cái đó là cái căn nhà mình đã nằm ở trên cái foundation, right? So nếu mà có bị ảnh hưởng gì thì căn nhà của mình có thể dớt xuống hoặc là bị tai nạn vậy, tại vì cái foundation không có tốt. So Christina recommend đó là mình look nhìn cái foundation, you know, coi cái cục concrete nào nó có bị bể không, thì là cái piers nào nó có bị gãy không. So rất là quan trọng là các bạn coi mấy cái thứ đó. Và với cái foundation nữa đó, thì Christina recommend đó là mình check cái underbelly. So cái underbelly là cái miếng plastic wrap mà họ làm, họ cái lúc mà căn nhà xây á, thì nó nằm ở dưới căn nhà á, thì cái miếng underbelly đó sẽ chụp nước trước, nhưng mà có bao giờ bị nước chảy ở đâu, cái miếng đó sẽ chụp cái nước vậy, hay chụp cái thứ gì mà có thể nằm xuống cái foundation làm cái căn nhà bị hư. So nếu mà cái underbelly đó nó bị gãy hay là nó bị you know, rip da, hay cái nơi nào mà các bạn thấy mà nó bị xé đi rồi đó, cái đó thì có thể bị problem. So Christina recommend là check the foundation, và dưới foundation thì check cái underbelly. Cái thứ hai nữa Christina recommend là coi cái roof của căn nhà đó. So nếu mà các bạn có thể coi được thì Christina recommend là đi lên cái roof, check cái roof có bị cái nơi nào mà có bị hư không. Tại vì với căn nhà mobile home cũ á, tại vì mobile home roof á, là cái lifespan của nó là khoảng chừng 25 năm thôi. So nếu mà các bạn thấy cái nơi nào trên roof á, nào bắt đầu bị gãy hay là bị móc đi hay là bị rusty á, thì nó có thể làm problem cho mình nữa. So Christina recommend là nếu mà mình không có thể lên cái roof coi được thì các bạn có thể kêu cái inspection cho cái roof để cho mình check một lần lại nữa là cái trên cái roof có bị problem gì không. Và cái thứ ba nữa là muốn check là cái đường line điện và cái đường line plumbing. So với cái nhà cũ mà mobile home cũng vậy, tại vì cái đường line điện thì rất là khác với cái nhà house. So Christina recommend đó là mình, you know, kêu cái người electrician ra hay là cái người plumbing make sure cái đường line điện everything tốt hết, không có bị nơi nào mà yếu điện hay là nơi nào mà không có điện vô đàng hoàng. So yeah, đó là ba tip Christina recommend lúc mà mình tính mua căn nhà cũ mobile home.